Các bạn đang nghe truyện đô thị siêu cấp y thánh trên kênh TV Audio CV. Chương 778, cứu giúp kết thúc. Việc phá lại phổi vốn không phải là việc khó đối với hắn, nhưng hiện tại, hắn đã gần như kiệt sức, cả thể lực và tinh thần đều đã đạt đến cực hạn. Mỗi lần hắn cố gắng phá lại, cả người hắn run rẩy, đầu đau nhức như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, dấu hiệu cho thấy tinh thần hắn đã tiêu hao đến cực điểm. Những người trong phòng cấp cứu nhìn thấy các đông hút sắc mặt tái nhợt, Rung rẩy toàn thân, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, không khỏi cảm thấy mắt ướt lệ. Người bên ngoài chỉ thấy từng người bị thương được đẩy ra ngoài, họ thắng phục y thuật cao siêu của các đông hút, nhưng họ không thấy được sự gian khổ mà hắn phải chịu đựng. Những người trong phòng cấp cứu thì thấy rõ. Nếu như ban đầu, họ chỉ chấn động trước y thuật của các đông hút, thì bây giờ họ đã bị tinh thần của hắn thuyết phục. Họ cũng từ từ hiểu ra tại sao hắn phải khiêm tốn. Một thần y như hắn, nếu để thế giới biết đến, sẽ có bao nhiêu người kéo đến cầu cứu. Khi đó, hắn sẽ cứu hay không cứu? Cứu, thì sẽ phải đối mặt với những ngày không yên bình, mà không cứu, thì lòng bác sĩ sẽ không yên. Vì vậy, thà rằng hắn khiêm tốn trốn ở hậu trường. Sau khi dùng hết một phần sức lực cuối cùng, người bị thương cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Các đông hút thở vào nhẹ nhõm, sau đó cả người liền ngã quỵ xuống đất, đầu nghiêng đi, chìm vào giấc ngủ sâu. Các chủ nhiệm Nhìn thấy các đông hút ngã quỵ xuống đất, trực tiếp chìm vào giấc ngủ, đường giật viễn và những người khác đều không cầm được nước mắt. Lúc này, cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, Phùng Hiệu trưởng dẫn Trần Bí Thư và những người khác bước vào. Phùng Hiệu trưởng biết rằng ca cứu chữa cuối cùng đã kết thúc khi thấy người bị thương cuối cùng được đẩy ra ngoài, vì vậy bà quyết định dẫn Trần Bí Thư và những người khác vào để cảm ơn các đông hút nhưng khi họ bước vào họ nhìn thấy các đông hút nằm co quắp trên đất ngáy ngủ rõ ràng là đã mệt mỏi đến cực điểm tất cả mọi người không khỏi cảm thấy chấn động sâu sắc đường dật viễn ra hiệu cho phùng hiệu trưởng và những người khác im lặng sau đó ra lệnh cho y tá đứng gần các đông hút lấy chăn đắp cho hắn rồi dặn dò hà đoan thụy tự mình ở lại trong chừng sau đó đường dật viễn mới quay lại ra hiệu cho trần bí thư và những người khác rời đi một bác sĩ đối mặt với những nhân vật cao cấp nhất tỉnh không nói một lời mà chỉ dùng tay ra hiệu bảo họ đi ra ngoài hơn nữa còn là một thái độ không chút do dự nếu là ở tình huống khác chuyện này sẽ không thể tưởng tượng nổi nhưng hôm nay trần bí thư và những người khác cảm thấy điều này không thể bình thường hơn họ gật đầu với đường dật viễn sau đó lặng lẽ theo hắn rời khỏi phòng cấp cứu tất cả những người bị thương đều do một mình các chủ nhiệm cứu giúp Thể lực và tinh thần của hắn đã đạt đến cực hạn, nên sau khi cứu giúp xong người bị thương cuối cùng, hắn đã gục ngã và chìm vào giấc ngủ phục hồi. Bây giờ không thích hợp quấy rầy hắn, hãy để hắn yên tĩnh nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng cấp cứu, đường giật viễn nói. Phải, lần này chúng ta phải cảm ơn các chủ nhiệm. Đường giáo sư, ngươi nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng các chủ nhiệm, chúng ta sẽ đợi vài ngày sau để đến cảm ơn hắn chính thức. Vân Long đồng chí, Ngươi quen thuộc với các chủ nhiệm, khi đó hãy sắp xếp thời gian cụ thể, hiện tại sẽ không quấy rầy nữa. Trần Bí Thư gật đầu nói. Ta sẽ chuyển lời đến các chủ nhiệm. Còn về chuyện hôm nay, xin đừng tuyên truyền ra ngoài. Đường giật viễn nghiêm túc nói. Chuyện này tang tỉnh trưởng đã nói qua, chúng ta trong lòng đều hiểu rõ. Ngươi cũng chuyển lời đến các chủ nhiệm, sẽ không có ai quấy rầy hắn vì chuyện này. Trần Bí Thư trầm giọng nói. Cảm ơn Trần Bí Thư, Tang tỉnh trưởng và các vị lãnh đạo. Ta sẽ chuyển lời đến các chủ nhiệm. Đường giật viễn gật đầu nói. Lần này các ngươi cũng vất vả rồi, chúng ta rất biết ơn sự cống hiến cần cù của các ngươi. Trần Bí Thư gật đầu, sau đó cố ý bày tỏ lòng biết ơn với đường giật viễn và những người khác, thậm chí còn bắt tay với từng nhân viên y tế trong khoa trung nội và phòng cấp cứu. Nếu là lúc khác, Việc các lãnh đạo tỉnh chuyên môn bày tỏ cảm ơn và bắt tay với từng người trong họ sẽ khiến các nhân viên y tế này cảm thấy kích động và tự hào, nhưng lần này, họ lại rất bình tĩnh. So với các đông hút, họ biết rằng những gì họ đã làm thực sự bé nhỏ và không đáng kể. Các đông hút ngủ từ khoảng 4 giờ chiều đến tận 10 giờ tối mới tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, đầu hắn vẫn còn chút mơ hồ và đau đớn. Nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó, các đông hút không khỏi cảm khái cười khổ muốn cứu một người quả thực khó khăn hơn rất nhiều so với việc giết một người. Với khả năng hiện tại của hắn, nếu muốn giết người, ngay cả một đội quân cũng có thể dễ dàng nghiền nát, nhưng để cứu người, chỉ 20, 30 người đã khiến hắn kiệt sức. Lão sư, ngài tỉnh rồi. Hà Đoan Thụy thấy các đông hút tỉnh lại, vội vàng tiến lên, cẩn thận và cung kính nói. Ngươi còn chuyên môn ở đây trong chừng ta sao? Các đông hút ngồi dậy, nhìn Hà Đoan Thụy nói không chỉ có ta đường giáo sư và những người khác cũng đều ở bên ngoài chờ hà đoan thụy trả lời nghe vậy các đông hút vội vàng đứng dậy và ra khỏi phòng cấp cứu quả nhiên bên ngoài có cả những nhân viên y tế tham gia cứu chữa cùng hắn thậm chí phùng hiệu trưởng và thái viện trưởng cũng có mặt ta chỉ ngủ một giấc thôi mà không cần phải huy động nhiều người thế này các đông hút nhìn những người đang chờ đợi bên ngoài và cười khổ nói nhưng trong lòng lại cảm thấy rất cảm động Đây là cách đơn giản nhất Mà chúng ta có thể nghĩ ra Để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng Đối với một vị anh hùng Một bác sĩ vĩ đại Phùng hiệu trưởng nghiêm túc nói Ý của phùng hiệu trưởng là nếu không vì Các đông hút không thích lộ diện Thì người chờ đợi ở bên ngoài chắc chắn Không chỉ có bấy nhiêu Đừng như vậy, phùng hiệu trưởng Người cũng biết ta không thích sự chú ý Nói thế ta sẽ đỏ mặt đấy Các đông hút cười khổ nói cả người trở nên không tự nhiên. Ha ha, đúng là đông hút. Nếu không tận mắt chứng kiến những pha cứu chữa thần kỳ này, ai có thể nghĩ rằng một người trẻ tuổi như ngươi lại là một vị thần y? Phùng Hiệu trưởng nhìn các đông hút ngượng ngùng, không nhịn được cười. Các đông hút cười ngượng, đang định nói gì thì đột nhiên nghe tiếng bụng ùng ục từ một nữ y tá trẻ. Nữ y tá này chính là người trước đó đã giúp các đông hút lau mồ hôi. Các đông hút nhìn về phía cô cô lập tức đỏ mặt không phải đến giờ các ngươi vẫn chưa ăn cơm chứ các đông hút hỏi anh hùng của phòng cấp cứu hôm nay còn chưa ăn cơm chúng ta làm sao có thể ăn trước phùng hiệu trưởng cười nói nghe vậy các đông hút thực sự cảm động nhìn mọi người một hồi rồi nói nếu mọi người còn chưa ăn vậy thì đi cùng ta ta mời được ta chờ câu này của ngươi nhưng bữa này nên để ta hiệu trưởng mời phùng hiệu trưởng cười nói ngươi giàu hơn ta sao còn muốn tranh mời khách với ta các đông húc nói đùa phùng hiệu trưởng sững sờ sau đó cười nói đúng là các đông húc ta quên mất ngươi là phú ông trăm triệu được vậy hôm nay chúng ta ăn ké các chủ nhiệm là triệu phú sao bác sĩ hà vũ hiên của phòng cấp cứu tò mò hỏi hà đoan thụy bên cạnh các lão sư là đại lão bản đứng sau trà lạnh thanh hòa Hà Đoan Thụy thấp giọng trả lời. Trước đó, các đông hút đã nhắc đến việc mình là người đứng sau trà lạnh Thanh Hòa trong một cuộc họp vào cuối tháng 10, vì vậy Hà Đoan Thụy biết điều này. Nghe vậy, Hà Vũ Hiên và một số bác sĩ, y tá đứng gần đều há hốc miệng. Phải một lúc lâu họ mới lấy lại bình tĩnh, một mặt ngỡ ngàng nói, không ngạc nhiên khi trà lạnh Thanh Hòa có hiệu quả tốt như vậy, hóa ra là phương thuốc của các chủ nhiệm, vậy thì không lạ. Giờ đã muộn, các nhà hàng tử quán lớn đều đã đóng cửa hoặc sắp đóng cửa. Nếu giờ chúng ta đi quấy rầy họ cũng không tiện, vậy ta mời các ngươi đến Khung Đình Đại Tử Quán. Dù không có phong cảnh đẹp, nhưng ít nhất đó là nơi của ta, sắp xếp thuận tiện hơn và cũng gần đây. Các Đông Húc cười nói. Khung Đình Đại Tử Quán nằm trên phố Vĩnh Thanh Lộ, một trong những con phố thương mại sầm uất nhất của tỉnh thành. Trước đó, Lâm Khôn và Nhạc Đình đã dẫn các Đông Húc đi khảo sát tòa nhà 17 tầng lộng lẫy này định dùng tiền mua lại để biến nó thành trụ sở của khôn đình liên tỏa tủ điếm kim cửa hàng trực thuộc. Khi đó, các đông hút thấy vị trí tốt, giá cả phải chăng, nên đồng ý để Lâm Khôn và Nhạc Đình mua lại. Sau khi mua lại, vì tài chính dư giả, Lâm Khôn và Nhạc Đình đã đầu tư mạnh vào việc cải tạo, cuối cùng hoàn thành và khai trương vào trước quốc khánh. Khôn đình đại tử quán không chỉ là một nơi sang trọng mà còn giúp tỉnh thành chú ý đến khôn đình liên tỏa Tự điếm. Nếu không có khôn đình đại tử quán, rất ít người địa phương biết đến khung đình liên tỏa tử điếm. Nơi của ngươi? Lẽ nào khung đình liên tỏa tử điếm cũng là của ngươi? Phùng hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi khi nghe các đông hút nói khung đình đại tử quán là của hắn. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Các đông hút cười hỏi lại. Phùng hiệu trưởng ngẩn người, sau đó cười nói, không vấn đề gì, đương nhiên là không. Ta chỉ không ngờ ngươi còn là một thương nhân tài ba trà lạnh thanh hòa là của ngươi, không định liên tỏa tử điếm cũng là của ngươi, đừng nói rằng đông lâm nhạc trang phục cũng là của ngươi. Phùng hiệu trưởng nói vậy chỉ là theo bản năng, không ngờ rằng mình đã đúng. Hóa ra phùng hiệu trưởng cũng có tài bói toán. Đúng vậy, ta cũng là đại cổ đông của đông lâm nhạc trang phục. Các đông hút cười đáp. Các đông hút trả lời một cách nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người đều há hốc miệng, đặc biệt là các y tá trẻ, mắt họ lấp lánh như sao một người trẻ tuổi như vậy không chỉ có y thuật cao siêu mà còn xây dựng nên một đế chế thương mại lớn nếu không tận mắt chứng kiến ai dám tin điều này các đông húc không chỉ là thần y mà còn là bạch mã hoàng tử trong mơ của biết bao nữ tử trẻ xem ra ngươi mới là người giàu có thật sự của tỉnh giang nam không nhìn vào sự phát triển của ba công ty này chỉ trong vòng hai năm ngươi sẽ trở thành phú hào của cả trung quốc Phùng hiệu trưởng thở dài nhìn các đông hút, cảm thán nói. Ha ha, giàu có gì chứ, tiền bạc đến một mức độ nào đó cũng chỉ là con số, quan trọng là sống vui vẻ thôi. Đi nào, chúng ta đến khôn đình đại tử quán. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, cứ ăn uống thoải mái, thích gì cứ gọi. Các đông hút cười nói. Yên tâm lão sư, ngày giàu có như vậy, chúng ta sẽ không khách sáo đâu. Hương Vũ Tầm, phó chủ nhiệm bác sĩ, cười nói. Mọi người nghe vậy đều bật cười lớn. Các đông hút cười theo rồi dẫn đoàn người rời khỏi bệnh viện trung y trong đoàn, thái viện trưởng, đường giáo sư và phùng hiệu trưởng đều có xe riêng. Hai vị chủ nhiệm bác sĩ và bác sĩ Hà Vũ Hiên, người phụ trách phòng cấp cứu, cũng có xe. Đoàn người tổng cộng khoảng 20 người, 6 chiếc xe là đủ. Trước khi lên xe, các đông hút gọi điện cho Lâm Khôn để hắn sắp xếp mọi thứ. Hiện tại, Khung đình liên tỏa tự điếm chủ yếu do Lâm Khôn phụ trách, còn Nhạc Đình thì lo về đông lâm nhạc trang phục. Khung đình đại tử quán là trụ sở chính của Khung đình liên tỏa tủ điếm, mới khai trương không lâu, nên Lâm Khôn hầu như đều ăn ở tại đây. Lâm Khôn nhận được điện thoại của các đông húc, lập tức sắp xếp phòng khách và giữ lại đầu bếp đã chuẩn bị tan ca. Khi đoàn người đến khách sạn, Lâm Khôn đã chờ sẵn ở cửa. Sau khi giao đường giáo sư và những người khác cho Lâm Khôn, các đông húc đi vào phòng khách sạn để tắm rửa thay quần áo mà lâm khôn đã chuẩn bị sẵn hôm nay khi cứu giúp bệnh nhân hắn đã đổ mồ hôi rất nhiều còn dính một ít máu nên không tiện đi ăn cơm mà không tắm rửa sau khi tắm rửa các đông hút cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều khi trở lại phòng ăn rượu và thức ăn đã được dọn lên bàn nhưng mọi người vẫn chưa bắt đầu tất cả đều đang đợi hắn thật ngại quá mời mọi người ăn cơm mà lại để các ngươi đợi ta các đông hút cười chào mọi người rồi ngồi vào ghế chủ tọa. Khi các đông hút ngồi xuống, bữa ăn chính thức bắt đầu. Ban đầu, các bác sĩ phòng cấp cứu có chút e ngại, nhưng dần dần họ nhận ra các đông hút rất thân thiện, như một chàng trai hàng xóm, không hề có vẻ gì là thần y hay phú hào trăm triệu, rất nhanh mọi người đều thoải mái hơn. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, gần như đã là nửa đêm. Với những người độc thân, các đông hút bảo lâm không sắp xếp cho họ phòng ở miễn phí tại khách sạn còn những người có gia đình thì khách sạn cử xe đưa về khi tiệc tàn lâm không còn cẩn thận tặng mỗi người một thẻ kim cương khách quý với thẻ này không chỉ có thể hưởng dịch vụ tốt nhất của khách sạn mà còn được miễn phí một số dịch vụ đối với những nhân vật như phùng hiệu trưởng hay đường dật viễn tấm thẻ này không có gì đặc biệt nhưng đối với các bác sĩ khác đặc biệt là những y tá đó thực sự là một món quà lớn khi cầm thẻ, họ vui mừng đến mức suýt nhảy lên. Vì đã quá muộn, đêm đó các đông hút không trở về trường, mà ở lại khung đình đại tử quán. Sáng hôm sau, Lâm Khôn Đích thân lái xe đưa các đông hút về Đại học Giang Nam, nhưng dừng lại ở gần trường để hắn xuống. Lâm Khôn, mặc dù đã đi theo con đường chính đạo nhờ các đông hút, nhưng bản tính thích khoe khoang vẫn còn. Chiếc xe BMW 740 mà hắn lái rất dễ thu hút sự chú ý, đặc biệt trong khuôn viên trường đại học. Các đông hút thường ở lại trường vào cuối tuần, nên các bạn cùng phòng của hắn đã quen với việc hắn thỉnh thoảng không về cả đêm. Họ cũng không còn thắc mắc, nhưng trêu chọc vài câu là không tránh khỏi. Chiều thứ ba, lớp hóa học vô cơ của Ngô Di Lị giáo sư diễn ra như thường lệ. Tuy nhiên, các bạn học cảm thấy có chút hụt hẫng khi người dạy thay không phải là Ngô Di Lị, mà là một nữ nghiên cứu sinh của cô. Ngô giáo sư có việc đột xuất, không thể lên lớp, nên hôm nay ta sẽ dạy thay. Nữ nghiên cứu sinh nói. Trong trường thường có câu nói vui rằng, nữ sinh đại học là triệu mẫn, sinh viên chưa tốt nghiệp là Hoàng Dung, thạc sĩ là Lý Mạc Sầu, nghiên cứu sinh là Diệt Tuyệt Sư Thái, còn tiến sĩ thì là Đông Phương Bất Bại. Đương nhiên, câu này không áp dụng cho tất cả mọi người. Ngô giáo sư xinh đẹp, dù đã là giáo sư đại học, vẫn không ai liên tưởng cô với Diệt Tuyệt Sư Thái hay Đông Phương Bất Bại. Tuy nhiên, nữ nghiên cứu sinh trước mặt họ, với tướng mạo bình thường, đeo kính gọng đen, vẻ mặt nghiêm túc, lại có phần giống với diệt tuyệt sư thái. Từ một ngô giáo sư ưu nhã xinh đẹp chuyển sang một diệt tuyệt sư thái, các sinh viên như Hà Quý Trung không khỏi cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vì ai cũng có lúc bận việc. Các Đông Húc cũng không suy nghĩ gì thêm. Sau khi kết thúc giờ học hóa học vô cơ vào buổi chiều, các Đông Húc như thường lệ giao sách vở cho Lý Thần Vũ và các bạn cùng phòng để họ mang về ký túc xá, còn mình thì đi đến thư viện. Trên đường đến thư viện, các đông hút nhận được cuộc gọi từ tan tỉnh trưởng. Các chủ nhiệm, hôm qua thật sự vất vả cho ngươi. Tang Vân Long nói với giọng đầy cảm kích. Cũng chỉ là một chút công sức nhỏ thôi. Các đông hút khiêm tốn đáp, rồi hỏi, tan tỉnh trưởng gọi ta có việc gì không? Hôm qua, chúng ta gồm Trần Bí Thư và các thường ủy trong tỉnh ủy đều đến bệnh viện Trung Y, định trực tiếp cảm ơn ngươi. Nhưng thấy ngươi quá mệt mỏi, chúng ta không dám quấy rầy. Vì vậy, chúng ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, vừa để cảm ơn, vừa để làm quen kỹ hơn. Lần trước, khi ngươi đến cùng lão thủ trưởng, họ đã gặp ngươi nhưng chưa có cơ hội giao lưu nhiều. Tang tỉnh trưởng giải thích. Chuyện xảy ra như vậy, đương nhiên là phải tận dụng hết khả năng. Không cần khách khí như vậy. Các đông hút nghe vậy hơi giật mình, sau đó khiêm tốn nói. Phải. Tang tỉnh trưởng đáp lại. Thấy Tang tỉnh trưởng kiên quyết, các đông hút cũng không tiện khách khí nữa dù sao trần bí thư tang tỉnh trưởng và các lãnh đạo khác quản lý cả một tỉnh lớn nói là trăm công nghìn việc cũng không hề quá đáng trong tình huống này họ còn đặc biệt sắp xếp thời gian để mời hắn ăn cơm thật sự là điều đáng trân trọng hơn nữa trần bí thư và tang tỉnh trưởng đều là những quan chức quan trọng mặt mũi này hắn cũng phải giữ tốt lắm ta sẽ không khách khí với các ngươi cuối tuần này ta có việc không ở tỉnh thành nhưng những thời gian khác đều có thể. Các Đông Húc nói, "Lần trước, từ Lũy đã nói với các Đông Húc rằng vào tháng 11, ở Đông Việt tỉnh sẽ diễn ra một kỳ môn giao lưu hội giữa hai tỉnh Đông Việt và Giang Nam, chính là vào cuối tuần này." "Tốt lắm, vậy thứ năm lúc 6 giờ tối thế nào? Chúng ta sẽ đặt bàn ở Khôn Đình Đại Tử quán." Tang tỉnh trưởng đề xuất. "Khôn Đình Đại Tử quán." Các Đông Húc không khỏi giật mình. "Đúng." chính là khôn đình đại tử quán. Sáng nay ta nghe Á Bình nói rằng ngươi là đại lão bản của khôn đình liên tỏa tủ điếm, nên quyết định đặt bàn ở đó. Đây gọi là chỗ béo bở không cho người ngoài, nhưng ngươi đừng miễn phí cho chúng ta đấy. Tang tỉnh trưởng nói đùa, tâm trạng có vẻ rất tốt. Ha ha, nếu ta nói câu này thì được, nhưng ngươi là tỉnh trưởng, đáng lẽ phải công bằng với các nhà hàng khác chứ. Ngươi nói vậy có chút thiên vị rồi. Các đông hút cười nói. Các đông hút hiểu rằng đây cũng là cách mà Tang tỉnh trưởng và các lãnh đạo khác thể hiện sự ủng hộ đối với khung đình liên tỏa tử điếm của hắn. Hãy thử nghĩ xem, nếu cả cái thường ủy tỉnh ủy đều tập thể đến ăn ở khung đình đại tử quán, thì còn ai ở tỉnh Gia Nam dám gây phiền phức cho khung đình liên tỏa tử điếm? Đương nhiên, cũng có thể nhìn theo góc độ khác, Tang tỉnh trưởng làm vậy cũng là một cách để cảnh cáo một số người, tránh việc sau này có kẻ thiếu hiểu biết gây rắc rối cho khung đình liên tỏa tử điếm phải nhớ rằng ông chủ của khôn đình liên tỏa tủ điếm là các đông hút nếu ai đắc tội với hắn làm hắn nổi giận thì ngay cả tan tỉnh trưởng cũng phải đau đầu ha ha không hẳn là thiên vị nếu các nhà hàng khác cũng có ông chủ xuất sắc như ngươi hơn nữa lại nộp thuế nhiều như vậy mỗi năm ta tình nguyện đi cổ động làm nền cho họ tan tỉnh trưởng cười đáp nộp thuế là nghĩa vụ của công dân và doanh nghiệp điểm này ngươi yên tâm đương nhiên các ngươi cũng phải cung cấp dịch vụ tương xứng cho người nộp thuế các đông hút cười nói. Người nộp thuế, chính phủ chúng ta cung cấp dịch vụ, lời này thật hay. Tang tỉnh trưởng cảm khái. Rõ ràng, câu nói này, tuy đơn giản, nhưng lại khiến Tang tỉnh trưởng cảm nhận được sự khó khăn trong công việc của mình. Ha ha, nói thì dễ, làm mới khó. Tang tỉnh trưởng, vậy cứ thế đi, thứ năm lúc 6 giờ tối tại khung đình đại tử quán. Các đông hút cười nói vậy hẹn gặp lại vào thứ năm tối tang tỉnh trưởng nói rồi cúp điện thoại sau khi cúp điện thoại tang vân long liền bảo phương đỉnh gọi điện đến văn phòng của ngô bạc quân thư ký trưởng tỉnh ủy sau đó tự mình gọi điện thoại cho trần bí thư để sắp xếp buổi tiệc vào tối thứ năm thư ký trưởng tỉnh ủy vừa là thường ủy tỉnh ủy vừa là người phụ trách điều hành tỉnh ủy lần này thường ủy tỉnh ủy mời các đông hút ăn cơm tang vân long chỉ chịu trách nhiệm liên hệ với các đông hút còn các việc khác bao gồm thông báo cho các thường ủy khác, sẽ do thư ký trưởng tỉnh ủy sắp xếp. Tết lượng đồng chí, ngươi cũng biết tình hình ở thành phố Kim Châu của chúng ta. Trong 10 địa cấp thành phố của toàn tỉnh, kinh tế của Kim Châu luôn đứng cuối, tài chính rất khó khăn. Các huyện phía dưới cũng không khá hơn, đều yêu cầu trợ giúp tài chính từ thành phố. Tuy ta sinh ra ở huyện Kim Sơn, lẽ ra nên ủng hộ nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục quê hương, nhưng ta dù sao cũng là thư ký trưởng ủy ban thành phố, phải cân nhắc đến tình hình chung. Ta thấy lý cục trưởng của Cục Giáo dục Thành phố đã điều chỉnh 300,000 để giúp đỡ huyện Kim Sơn, đó đã là tốt rồi. Ta không thể ép hắn thêm nữa, điều này chỉ làm khó dễ hắn thôi. Trong văn phòng của thư ký trưởng Tôn Vân Thừa tại chính quyền thành phố Kim Châu, hắn ngồi sau bàn làm việc, uống một ngụm trà long tỉnh hảo hạng, gương mặt khó xử nói với người đàn ông trung niên ngồi đối diện. Người đàn ông trung niên chính là Tiết Lượng, phó chủ tịch huyện Kim Sơn phụ trách giáo dục vì vấn đề đô thị hóa phát triển nhanh trong những năm gần đây, dân cư từ nông thôn và các vùng ngoại thành đổ về thị trấn, dẫn đến số lượng học sinh tăng nhanh, đặc biệt là ở tiểu học. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục đã không còn đủ điều kiện để đáp ứng sự gia tăng này. Tiết lượng nghe Tôn Vân thừa từ chối hỗ trợ, hắn hít một hơi thuốc lá thật sâu, gương mặt trầm thống nói, Tôn Thư ký trưởng, trước đây ngươi cũng từng làm phó chủ tịch huyện phụ trách giáo dục ở huyện Kim Sơn, ngươi hẳn phải biết tình hình giáo dục ở đây. Hiện giờ, tình hình càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại, ba trường tiểu học ở thị trấn, mỗi phòng học đều có ít nhất 60 học sinh, thậm chí có những lớp có 70, 80 học sinh. Giáo viên đứng trên bục giảng nhìn xuống, chỉ thấy toàn những đầu đen nhỏ. Không khí trong phòng học ngột ngạt, đục ngầu, đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn chúng ta ở đó một giờ cũng thấy một thở, đầu óc choáng váng. Nếu chúng ta không mau xây dựng một môi trường tiểu học mới, tình hình chỉ càng thêm nghiêm trọng nhưng huyện Kim Sơn là vùng núi, tài chính của huyện thật sự khó khăn, ta không còn cách nào khác mới phải cầu cứu từ thành phố. Để xây một môi trường tiểu học đạt tiêu chuẩn, dù đất đai và mọi thứ khác đều do huyện cung cấp, chí ít cũng cần 2-3 triệu. 300 nghìn, thực sự là như muối bỏ bể. Tôn thư ký trưởng, người có mối quan hệ lớn, hãy giúp một tay, tiết lượng đồng chí, ta biết rõ tình hình của huyện Kim Sơn. Nhưng tình hình tài chính của thành phố cũng không dễ dàng nếu không, ngươi hãy thử nghĩ đến việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ cấp tỉnh. 2 đến 3 triệu là số tiền lớn đối với sở giáo dục thành phố, nhưng với cấp tỉnh, đó là một chuyện nhỏ. Ngươi có thể thử tìm đến cấp tỉnh, cần ta hỗ trợ mời rượu hay gì đó, ta chắc chắn sẽ giúp. Tôn Vân Thừa, thấy Tiết Lượng chưa từ bỏ ý định, liền ngắt lời nói. Tìm đến cấp tỉnh. Ai cũng biết rằng số người xin tiền từ tỉnh rất nhiều, ta e rằng dù có đến đó, cũng chẳng ai để ý đến tiết lượng tự dẻo nói ngươi quên phương đỉnh phương chủ nhiệm của tỉnh rồi sao hắn là người huyện kim sơn luôn quan tâm đến sự phát triển của huyện nhà ngươi có thể tìm cách liên lạc với hắn trước sau đó nhờ hắn giúp đỡ liên hệ với lãnh đạo sở giáo dục tỉnh để bàn về việc này tôn vân thừa gợi ý nghe vậy mắt tiết lượng sáng lên nhưng vẫn do dự phương chủ nhiệm là thư ký của tỉnh trưởng rất bận rộn quấy rầy hắn vì chuyện này có thích hợp không không có gì không thích hợp cả ta quen biết phương chủ nhiệm hắn luôn quan tâm đến huyện kim sơn tuy nhiên đây là việc của huyện nên các ngươi cần phải chủ động liên hệ và sắp xếp đến lúc đó nếu cần tiếp khách ta chắc chắn sẽ có mặt tôn vân thừa nói vậy được ta sẽ quay lại bàn bạc thêm với lý bí thư và lưu chủ tịch huyện không dám làm phiền tôn thư ký trưởng nữa tiết lượng nhận thấy tôn vân thừa kiên quyết đẩy vấn đề lên cấp tỉnh nên không còn cách nào khác mặc dù trong lòng có chút bất mãn vì tôn vân thừa thiếu quan tâm đến quê hương nhưng tiết lượng vẫn giữ vẻ cung kính và lịch sự được rồi ta cũng còn nhiều việc phải làm không giữ ngươi lại nữa tôn vân thừa đứng dậy tiễn tiết lượng ra khỏi văn phòng sau khi rời khỏi trụ sở chính quyền thành phố tiết lượng nhanh chóng trở lại kim sơn huyện và báo cáo tình hình với lãnh đạo huyện phương chủ nhiệm vẫn còn rất nặng lòng với quê hương ta thấy việc đi lên tỉnh tìm sự hỗ trợ từ phương chủ nhiệm cũng không phải là một phương án tồi biết đâu lại giải quyết được vấn đề đồng chí lô minh đang học tập ở trường đảng tỉnh ủy có quan hệ khá tốt với phương chủ nhiệm ngươi hãy gọi hắn đi cùng lý hải tân bí thư huyện suy nghĩ một lúc rồi nói còn tôn thư ký trưởng thì sao tiết lượng hỏi mắt ánh lên vẻ khinh thường trước đó khi tiết lượng đến thành phố để nhờ tôn vân thừa ra mặt mời cục trưởng giáo dục thành phố hắn ta không đồng ý nhưng lại rất nhiệt tình khi nghe đến việc nhờ phương đỉnh chủ nhiệm giúp đỡ điều này khiến tiết lượng dù là phó chủ tịch huyện cũng nhận ra rõ ràng ý đồ của tôn vân thừa hắn ta chỉ muốn lợi dụng việc này để thắt chặt mối quan hệ với phương đỉnh nhằm phục vụ cho sự thăng tiến của mình trong tương lai cứ báo cáo với tôn thư ký trưởng trước nếu ngươi thực sự hẹn được phương chủ nhiệm cũng nên thông báo cho hắn dù sao tôn thư ký trưởng và phương chủ nhiệm cũng có mối quan hệ tốt việc hắn có mặt cũng sẽ thể hiện sự ủng hộ của thành phố điều này có lợi cho việc xin tài trợ giáo dục của chúng ta lý hải tân giải thích lưu chủ tịch huyện cũng đồng ý với ý kiến của lý bí thư ngày hôm sau tiết lượng liền khởi hành đến tỉnh thành khi đến nơi hắn tìm gặp lô minh đang học bổ túc tại trường đảng tỉnh ủy và mời hắn cùng đến gặp phương đỉnh phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban tỉnh phương đỉnh là người dễ gần rất hiếu khách tiếp đón hai người một cách nhiệt tình trong văn phòng của mình đầu tiên hắn hỏi lô minh về tình hình học tập sau đó mới chuyển sang hỏi tiết lượng về mục đích chuyến đi này tiết lượng không ngần ngại trình bày tình trạng khó khăn của giáo dục tại huyện kim sơn nhấn mạnh tình trạng xuống cấp và sự quá tải của các trường tiểu học phương đỉnh vốn là người kim sơn đã rời quê từ lâu và không biết tình hình hiện tại nghe xong hắn không khỏi cau mày và cảm thấy bất bình trẻ em là tương lai của đất nước giáo dục là nền tảng của quốc gia dù kim sơn huyện có khó khăn về tài chính nhưng không thể để trẻ em phải chịu khổ cũng không thể xem nhẹ giáo dục ngươi nên đến gặp ta sớm hơn dù có khó khăn ta cũng phải tận tâm giúp đỡ quê hương phương đỉnh nói với vẻ nghiêm túc so sánh với tôn vân thừa người cũng là người kim sơn phương đỉnh dù có vị trí cao hơn nhưng lại rất quan tâm đến quê hương và giáo dục điều này khiến tiết lượng cảm thấy vô cùng xúc động. Phương chủ nhiệm, chúng ta lo lắng rằng ngài bận rộn, nên không dám làm phiền sớm hơn. Tiết lượng đáp. Dù bận rộn thế nào, ta cũng có thể dành thời gian cho việc này. Ngươi cứ ngồi đây một chút, ta sẽ xin phép tăng tỉnh trưởng xem liệu tối nay có rảnh không. Nếu được, ta sẽ mời phó giám đốc phụ trách kế hoạch của sở giáo dục cùng ăn tối, để bàn bạc việc này. Phương Đỉnh nói rồi đứng dậy rời đi. Tiết lượng không khỏi xúc động, liên tục nói cảm ơn khi thấy Phương Đỉnh không chỉ nói miệng mà thực sự hành động ngay lập tức. Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của ta. Phương Đỉnh phất tay, rồi đi đến văn phòng của Tang Vân Long. Là thư ký của Tang Vân Long, Phương Đỉnh biết rõ lịch trình của hắn, biết rằng tối nay hắn cùng một số lãnh đạo khác sẽ có buổi gặp gỡ với các đông hút tại khung đình đại tử quán. Phương Đỉnh không có tư cách tham gia buổi gặp gỡ cấp cao này, nên buổi tối của hắn sẽ rảnh rỗi, nhưng vẫn phải xin phép đúng như dự đoán tang vân long nói rằng buổi tối phương đỉnh không có nhiệm vụ gì cho phép hắn tự do sắp xếp công việc của mình sau khi trở về văn phòng phương đỉnh liền gọi điện thoại cho phó giám đốc phụ trách kế hoạch của sở giáo dục tỉnh hỏi xem hắn có thời gian cùng ăn tối không phó giám đốc sở giáo dục đồng ý ngay lập tức không chút do dự phương đỉnh hẹn đối phương ăn tối tại khung đình đại tử quán phương đỉnh chọn khung đình đại tử quán không phải ngẫu nhiên khách sạn mới khai trương nội thất sang trọng và hiện đại nhưng giá cả lại rất phải chăng mời khách tại một nơi đẳng cấp như vậy sẽ khiến người được mời cảm thấy được tôn trọng nhưng không quá phô trương như các nhà hàng sang trọng khác điều này rất quan trọng khi xin tài trợ giáo dục phương đỉnh cũng biết rằng khung đình đại tử quán có mối liên hệ mạnh mẽ với các nhân vật quan trọng vì thế hắn không ngại lợi dụng cơ hội này để tạo ấn tượng tốt và đạt được mục đích của mình phương chủ nhiệm khung đình đại tử quán ở đâu vậy có phải cũng nằm gần Minh Nguyệt Hồ không? Nó có cao cấp không? Tiết lượng vốn rất ít khi đến tỉnh thành, không đình đại tử quán lại mới khai trương không lâu, nên hắn không biết gì về nó. Hắn cho rằng Phương Đỉnh sẽ chọn một nhà hàng gần Minh Nguyệt Hồ, nhưng không ngờ lại chọn một nơi mà hắn chưa từng nghe qua, khiến Tiết Lượng có chút lo lắng. Dù sao cũng là đi cầu cạnh người khác, Tiết Lượng thà rằng tiêu nhiều tiền hơn để khiến người được mời cảm thấy hài lòng. Không ở gần Minh Nguyệt Hồ đâu đó là một quán rượu mới mở trong thành phố trang trí rất đẹp không chỉ cao cấp mà giá cả còn hợp lý rất thích hợp cho một buổi liên hoan như thế này phương đỉnh giải thích tiết lượng dù vẫn nghĩ rằng nên chọn một nhà hàng ở minh nguyệt hồ để tạo ấn tượng tốt hơn nhưng khi phương đỉnh đã nói là phù hợp hắn không dám nói thêm gì nữa hắn cười theo và nói phương chủ nhiệm đã nói thích hợp thì chắc chắn là thích hợp được rồi người ta đã giúp các ngươi hẹn các ngươi đặt trước phòng khách sạn, tối nay ta sẽ đến đúng giờ. Phương Đỉnh nói. Tiết Lượng và Lô Minh biết rằng Phương Đỉnh là thư ký của tỉnh trưởng và phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ tỉnh, vô cùng bận rộn. Nghe vậy, cả hai vội đứng dậy và nói, cảm ơn Phương chủ nhiệm, tối nay chúng ta sẽ đợi ngài ở khôn đình đại tử quán. Rời khỏi trụ sở chính quyền tỉnh, hai người quyết định đi một chuyến đến khôn đình đại tử quán để xem qua. Khi đến nơi, hai người thấy khôn đình đại tử quán dù không có cảnh hồ nhưng thực sự rất sang trọng và giá cả lại hợp lý nên quyết định đặt trước một phòng riêng sau khi đặt phòng lô minh vì phải quay lại trường đảng để tiếp tục học tập nên đã về trước còn tiết lượng tranh thủ thời gian đi dạo quanh minh nguyệt hồ trong khi ở đó tiết lượng gọi điện cho tôn vân thừa để thông báo về buổi tối tôn vân thừa sau khi nghe xong liền nói rằng nhất định sẽ có mặt tiết lượng nhớ lại thái độ từ chối của tôn vân thừa trước đó và so sánh với sự nhiệt tình hôm nay hắn không khỏi cảm thấy buồn nôn tuy vậy bên ngoài vẫn giữ vẻ khách khí và cảm ơn tôn vân thừa vì đã hỗ trợ công việc của huyện kim sơn không cần bàn thêm về việc tiết lượng đặt phòng tại khung đình đại tử quán chuyện lớn hơn xảy ra khi ngô bạc quân thư ký trưởng tỉnh ủy nhận được cuộc gọi từ tang tỉnh trưởng và sau đó thông báo cho trần bí thư cùng các thường ủy khác hắn còn đặc biệt cử thư ký đi thị sát và đặt phòng tại khung đình đại tử quán khi ban quản lý của không đình đại tử quán nghe tin rằng trần bí thư tang tỉnh trưởng và các thường ủy khác sẽ đến dùng bữa tại đây họ lập tức kinh ngạc đến mức tròn mắt sau khi hiểu ra tình hình họ vừa kích động vừa lo lắng chuẩn bị mọi thứ lâm khôn cũng bị kinh động vội vàng đến tận nơi và dẫn thư ký của tỉnh ủy đi thị sát các phòng tốt nhất sau đó quyết định chọn một phòng phù hợp sau khi tiễn thư ký đi lâm khôn không kìm được sự phấn khích và gọi điện ngay cho các đông hút Hút ca, hút ca, chuyện lớn xảy ra rồi. Trần Bí thư, tang tỉnh trưởng cùng các thường ủy khác sẽ đến quán rượu của chúng ta ăn cơm vào thứ năm. Ngài nói xem bây giờ ta nên làm gì? Phải chuẩn bị thế nào? Ta lo lắm." Lâm Khôn nói với giọng đầy lo lắng và phấn khích. Lâm Khôn tuy đã trở thành một đại lão bản, nhưng vẫn còn trẻ và chưa từng tiếp xúc với những quan chức cấp cao như vậy, nên cảm thấy vô cùng căng thẳng. Ngươi căng thẳng cái gì? Cứ bảo đầu bếp làm món ăn cẩn thận, chú trọng chăm sóc phòng của Trần Bí Thư là được, còn lại thì làm như bình thường. Các đông hút đáp. Xin nhờ hút ca, ngài đừng nói nhẹ như vậy được không? Đây là những người quan trọng nhất của tỉnh Giang Nam. Ta có thể bình thường được sao? Lâm khôn cười khổ nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Các đông hút hỏi. Ta đang nghĩ, khi các lãnh đạo đến, quán rượu không nên quá ồn ào nhưng cũng không thể quá vắng vẻ ta định hạn chế đặt phòng vào tối thứ năm chỉ tiếp những khách hàng có tố chất tốt để tạo cảm giác vừa đủ nhưng vẫn trang trọng và có trật tự lâm khôn suy nghĩ một lúc rồi trả lời tiểu tử lâm khôn ngươi ta cảnh cáo ngươi sau này đừng có bày trò giả tạo như thế nếu ngươi còn tiếp tục ta sẽ đá ngươi về xương khê huyện các đông hút dở khóc dở cười nói hút ca ta cũng không muốn làm thế nhưng khung đình đại tử quán của chúng ta mới khai trương cơ hội thế này không dễ có được phải nắm lấy chứ lâm khôn tỏ vẻ khổ sở nói được rồi nói thật lòng đi tối thứ năm ta cùng trần bí thư tang tỉnh trưởng và các lãnh đạo khác dùng bữa họ là khách mời của ta ngươi nghĩ rằng có thể lừa dối ta sao các đông hút đáp lại với giọng nghiêm nghị a à. lâm khôn nghe xong suýt chút nữa thì rớt cầm a à, cái gì chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ không cần lo lắng quá nhiều các đông hút nói ta nói đây làm sao trần bí thư và các lãnh đạo lại đột nhiên muốn đến quán rượu của chúng ta ăn cơm hóa ra là vì húc ca húc ca ta thực sự quá ngưỡng mộ ngài bây giờ ta yên tâm rồi có húc ca ở đây ta còn lo lắng gì nữa lâm không hiểu rõ tình hình không kìm được sự ngưỡng mộ đừng nịnh hót nữa ta cảnh cáo ngươi làm ăn phải tuân thủ luật pháp nộp thuế đúng hạn giữ gìn vệ sinh tất cả phải làm đúng không thể vì ta mà lơ là các đông hút nghiêm túc nhắc nhở hút ca yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm ngài mất mặt lâm khôn vội vàng đảm bảo các đông hút biết lâm khôn đã thay đổi và đi đúng đường nên chỉ nhắc nhở hắn một chút sau khi hỏi thăm vài câu về tình hình của khách sạn và đông lâm nhạc các đông hút cúp máy chiều thứ năm các đông hút không có tiết học, liền đến bệnh viện trung y 3 ngày trước, vào chiều thứ hai khi nhiều xe cứu thương đưa người trọng thương đến bệnh viện, thậm chí các lãnh đạo cao cấp như Trần Bí Thư và Tăng Tỉnh Trưởng cũng đích thân đến bệnh viện trung y, khiến toàn thể nhân viên không khỏi kinh ngạc và nghi hoặc. Họ không hiểu sao bệnh viện trung y lại có thể đảm đương nhiệm vụ cứu trợ trong một tai nạn nghiêm trọng như vậy. Mặc dù những người tham gia cứu trợ hôm đó giữ kín miệng, không tiết lộ bất kỳ thông tin cụ thể nào, nhưng một số tin đồn vẫn lan truyền, khiến mọi người trong bệnh viện không khỏi xôn xao tuy nhiên đối với những người không tận mắt chứng kiến họ khó mà tin rằng một sự kiện như vậy đã thực sự xảy ra đối với họ câu chuyện về một thần y xuất hiện tại bệnh viện trung y nghe giống như một câu chuyện thần thoại khó tin đến mức không thể chấp nhận được nhưng đối với những người đã từng thấy sự kiện này đặc biệt là những bác sĩ không có cơ hội học hỏi từ các đông hút nhưng vẫn ở lại khoa trung nội tâm trạng của họ trở nên phức tạp hơn họ không thể không cảm thấy ngưỡng mộ và tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội được học hỏi từ một người có khả năng y thuật siêu phàm như các đông hút. Khi các đông hút đến khoa trung nội vào chiều thứ năm, những người như Trương Tu Văn và Hà Đoan Thụy ngày càng trở nên cung kính hơn, khiến những người khác cảm thấy khó chịu và đầy hối tiếc. Vào lúc tan làm, thường thì các đông hút sẽ trở về Đại học Giang Nam, nhưng hôm nay, vì có cuộc hẹn với Trần Bí Thư và tan tỉnh trưởng tại khung đình đại tử quán, hắn không vội vã trở về sau khi chỉ dẫn thêm một ít kiến thức y học cho Hà Đoan Thụy và những người khác, các đông hút rời bệnh viện, đạp xe chậm rãi đến Khung đình đại tử quán, cách bệnh viện trung y không xa. Mặc dù đã cố tình đi chậm, nhưng các đông hút vẫn đến trước giờ hẹn tận 20 phút, dừng lại tại giao lộ gần Khung đình đại tử quán. Đang lúc suy nghĩ tìm chỗ đậu xe, một chiếc xe con màu đen có biển số của chính quyền thành phố Kim Châu từ phía sau nhấn còi để nhắc nhở hắn. Các đông hút nhíu mày, không thích kiểu nhắc nhở thô lỗ và khoe khoang này, nhưng hắn cũng không muốn gây sự nên nhường đường và đẩy xe đạp sang một bên chiếc xe con màu đen chậm rãi lướt qua các đông hút cửa sổ phía sau hạ xuống các đông hút nhìn thấy tôn vân thừa với vẻ mặt kiêu ngạo và khinh thường đôi mắt của hắn cố tình liếc qua chiếc xe đạp của các đông hút tỏ rõ sự chế giảo các đông hút một lần nữa nhíu mày trong lòng xuất hiện một chút khó chịu và chán ghét hắn hiểu rằng tôn vân thừa cố tình hạ cửa sổ xuống để khoe khoang nhằm thể hiện sự khác biệt giữa hắn và các đông hút chiếc xe con màu đen chậm rãi rời khỏi, tiến vào quảng trường của khách sạn, còn các đông hút đậu xe đạp của mình và bắt đầu suy nghĩ về Tôn Vân Thừa. Với những hành vi khoe khoang và khiêu khích như vậy, Tôn Vân Thừa rõ ràng không phải là người có phẩm chất tốt. Hắn nhớ lại những hành động của Tôn Vân Thừa và quyết định, nếu có cơ hội, hắn sẽ gợi ý cho Tăng Vân Long để ý đến người này. Lúc này, Tôn Vân Thừa không hề biết rằng, vì hành động khoe khoang của mình, hắn đã khiến các đông hút quyết định để ý đến hắn. Khi tài xế đổ xe trước cửa khách sạn, Tôn Vân Thừa bước xuống và thấy Tiết Lượng và Lô Minh đang đứng đợi ở sảnh. Hắn nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Tôn Thư ký trưởng, chào ngài. Thật lòng cảm ơn ngài đã dành thời gian quý báu đến đây. Tiết Lượng thấy Tôn Vân Thừa bước xuống, vội vàng tiến lên chào đón với vẻ cảm kích. Kim Sơn huyện là quê hương của ta, hỗ trợ phát triển giáo dục quê hương là điều phải làm. Tôn Vân Thừa nói, giọng điệu mang vẻ quan cách tôn thư ký trưởng quả thật rất quan tâm đến quê hương tiết lượng mặc dù cảm thấy không ưa tôn vân thừa nhưng vẫn phải khen ngợi uống nước nhớ nguồn kim sơn huyện là quê hương của ta dù đi đâu cũng không thể quên tôn vân thừa nói với vẻ mặt tự hào không cảm thấy xấu hổ chút nào khi nói những lời này nói hay lắm nói hay lắm tiết lượng cười đồng thời nháy mắt ra hiệu cho lô minh tiến lên chào hỏi lô minh dù không ưa tôn vân thừa vì lần xích mích trước đó nhưng vì nghĩ đến lợi ích của Kim Sơn huyện, hắn đành nhẫn nhịn và miễn cưỡng tiến tới bắt tay Tôn Vân Thừa. Tuy nhiên, Tôn Vân Thừa phớt lờ Lô Minh, nhìn đồng hồ rồi hỏi tiết lượng, hẹn là 5 giờ 45 đúng không? Phương chủ nhiệm và phó giám đốc sở giáo dục chưa đến sao? Lô Minh ngẩn người, tay cứng đờ giữa không trung, gương mặt nho nhã trắng nõn của hắn bất chợt đỏ lên vì tức giận. Tiết lượng cũng không ngờ rằng mối quan hệ giữa Lô Minh và Tôn Vân Thừa lại căng thẳng đến mức này, trong lòng lo lắng không thôi vừa cố gắng dùng chân đá nhẹ lô minh để nhắc nhở hắn bình tĩnh vừa cười theo nói bọn họ chưa tới nhưng chắc là sắp rồi lô minh thực sự đã suýt không kìm được cơn giận của mình tuy nhiên khi tiết lượng nhắc nhở hắn về tình thế hiện tại rằng bữa tối nay liên quan đến sự nghiệp giáo dục của kim sơn huyện hắn đành nuốt cơn giận vào trong nếu để bản thân mất bình tĩnh và gây xích mích với tôn vân thừa có thể khiến phương chủ nhiệm và phó giám đốc sở giáo dục không có ấn tượng tốt về mình, từ đó làm hỏng cơ hội xin tài trợ cho giáo dục huyện nhà, điều đó mới là tai hại thực sự. Cuối cùng, Lô Minh hít sâu một hơi, thu tay lại. Tôn Vân Thừa thấy thế, khóe miệng liền nở một nụ cười đắc ý sau sự cố ở Đại học Giang Nam, Tôn Vân Thừa cho rằng mối quan hệ giữa hắn và Lô Minh đã không còn khả năng hòa giải. Vì vậy, dù đứng trước mặt tiết lượng, hắn cũng chẳng hề nể nang Lô Minh tôn vân thừa muốn gửi một thông điệp rõ ràng đến ban lãnh đạo kim sơn huyện rằng hắn không ưa lô minh quan trường có những quy tắc riêng dù phương chủ nhiệm có thể đã ngầm hỗ trợ lô minh nhưng việc leo cao hơn trong sự nghiệp vẫn phụ thuộc vào bản lĩnh của lô minh nếu lô minh thể hiện tốt phương chủ nhiệm có thể sẽ tiếp tục giúp đỡ nhưng nếu không con đường thăng tiến của hắn có thể dừng lại tại đây tôn vân thừa nhìn thấy điểm yếu này và quyết định không nhường nhịn tiếp tục đè nén lô minh để hắn phải phục tùng mình khi Tôn Vân Thừa đang đắc ý, các đông hút bước vào sảnh. Nhìn thấy Tôn Vân Thừa, các đông hút không khỏi thầm cười khổ. Thế giới này thật nhỏ, hắn nghĩ, không thể tránh mặt nhau được. Đồng thời, ánh mắt hắn nhìn về phía Tôn Vân Thừa càng thêm lạnh lẽo. Hắn đã thấy cảnh Lô Minh chủ động bắt tay nhưng bị Tôn Vân Thừa cố ý lơ đi, khiến các đông hút càng thêm chán ghét. Lô thúc thúc, ngươi sao lại tới đây? Các đông hút cất tiếng chào Lô Minh, vẻ ngoài tỏ ra khá ngạc nhiên. Ta tới mời khách, ngươi cũng tới đây ăn cơm sao? Tôn Vân Thừa, thấy các đông hút, liền không thể nhịn nổi mà thốt ra lời trào phúng. Hắn là sinh viên đại học, chẳng lẽ tới đây ăn cơm? Chắc chắn là đến làm thêm giờ công. Làm gì có chuyện tới đây ăn cơm? Tiết lượng nhìn Tôn Vân Thừa, thấy hắn đường đường là một thư ký trưởng mà lại nói ra những lời đầy kiêu ngạo và khiêu khích như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Các đông hút không nhịn được mà nói thẳng. Lô thúc hỏi ta, tôn thư ký trưởng, ngươi chen vào làm gì? Tôn vân thừa bị các đông hút mắng thẳng mặt, tức đến mức mặt mày đỏ bừng, không kìm nổi mà quát lên. Tốt lắm, các đông hút. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi có tin ta chỉ cần lên tiếng, ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi đây không? Ngươi ỷ thế hiếp người, dọa nạt người khác, không biết ngươi làm sao có thể trở thành thư ký trưởng ủy ban thành phố Kim Châu? Các đông hút vừa nghe Tôn Vân thừa nói sẽ đuổi hắn ra khỏi quán, suýt nữa cười sặc. Chính hắn mới là đại lão bản của khôn đình Tửu điếm. Tiết lượng cuối cùng cũng hoàng hồn lại, thấy đồng hồ đã gần đến giờ hẹn, hắn vội vàng nói với Tôn Vân Thừa, Tôn Thư Ký Trưởng, Phương Chủ nhiệm cùng Phó Giám đốc Sở Giáo dục sắp đến rồi. Ngài đừng đôi co với người trẻ tuổi này làm gì. Lô Minh cũng biết rằng tình hình hiện tại rất quan trọng, nếu không kiềm chế được cảm xúc của mình, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Vì vậy, hắn kéo các đông hút sang một bên, trầm giọng nói, đông hút, đêm nay ta có việc quan trọng với các lãnh đạo. Ngươi đừng gây chuyện, mau rời đi. Tôn Vân Thừa thì không nhịn nổi, lập tức gọi quản lý đại sảnh đến, chỉ vào các đông hút nói, ta là thư ký trưởng ủy ban thành phố Kim Châu. Người này là nhân viên của các ngươi sao? Hắn đối xử với khách hàng rất tệ, ta không hài lòng chút nào. Hy vọng các ngươi không để hắn làm việc ở đây nữa, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của quán quản lý đại sảnh nghe vậy mặt liền tối sầm lại liếc nhìn các đông hút rồi hỏi người có phải là nhân viên của quán không lô minh thấy tình hình càng trở nên nghiêm trọng vội giải thích quản lý các đông hút là sinh viên của đại học giang nam không phải nhân viên của quán các đông hút ngăn lô minh lại rồi cười nói lô thúc thúc ta không phải là nhân viên ở đây hôm nay ta đến đây là để ăn cơm lô minh nghe vậy thì ngạc nhiên không ngờ rằng một học sinh như các đông hút lại đến khôn đình đại tử quán để ăn cơm. Ngươi nói ngươi tới đây ăn cơm. Ngươi lừa gạt ai nhỉ? Một học sinh nghèo như ngươi làm sao có thể đến đây ăn cơm? Tôn Vân Thừa cười lạnh, rõ ràng không tin lời các đông hút. Các đông hút không để ý tới Tôn Vân Thừa, mà chỉ trầm giọng nói với quản lý đại sảnh, Lâm Khôn ở đâu? Gọi hắn đến đây một chuyến. Nhóm người Tôn Vân Thừa tự nhiên không biết Lâm Khôn là ai, thấy các đông hút đột nhiên hỏi về lâm khôn ai nấy đều có chút bối rối không rõ các đông hút đang diễn trò gì tuy nhiên quản lý đại sảnh nghe thấy vậy thì lại sợ hãi lâm khôn chẳng phải là cổ đông kim tổng giám đốc của khôn đình tửu điếm sao ngài quen biết lâm tổng của chúng ta quản lý đại sảnh lập tức thay đổi thái độ khách khí hỏi lâm tổng cái gì lâm tổng tôn vân thường nghi ngờ nói là tổng giám đốc của tử điếm chúng ta, cũng là một trong những cổ đông. Quản lý đại sảnh, dù không dám thất lễ với một quan viên chính phủ như Tôn Vân Thừa, vẫn vội vàng trả lời. Ha ha, vị quản lý này, hắn chỉ là một học sinh đại học, ngươi nghĩ, Tôn Vân Thừa nghe vậy không khỏi cười khinh thường. Phương chủ nhiệm và phó giám đốc sở giáo dục đã đến rồi. Tôn Vân Thừa chưa kịp nói hết câu thì tiết lượng đột nhiên ngắt lời, sau đó bước nhanh về phía cửa đại sảnh. Quả nhiên, một chiếc Audi màu đen vừa dừng lại ở cửa đại sảnh, Phương Đỉnh cùng với phó giám đốc sở giáo dục, một trước một sau, bước xuống xe. Thấy Phương Đỉnh và phó giám đốc sở giáo dục đến, Tôn Vân Thừa không còn tâm trạng tiếp tục dây dưa chuyện với các đông hút nữa, chỉ lườm hắn một cái khó chịu rồi nhanh chân tiến về phía cửa, cướp trước tiết lượng, tươi cười bắt tay Phương Đỉnh và phó giám đốc sở giáo dục. Ngươi nhanh tránh đi, tránh Tôn Vân Thừa lại làm phiền ngươi. Lô Minh thấp giọng nói với các đông hút rồi cũng vội vàng bước nhanh về phía cửa. Chuyện đã đến nước này, các đông hút không thể rời đi. Hơn nữa, hắn đến khôn đình đại Tửu điếm sớm cũng là để chờ Trần Bí Thư và những người khác. Dù sao hắn là đại lão bản của khôn đình đại tử điếm, xem như chủ nhân, còn Trần Bí Thư và những người khác đều là quan chức tỉnh Giang Nam, mỗi người đều lớn tuổi hơn hắn. Bọn họ chủ động mời hắn ăn cơm, các đông hút cũng không thể tự cao mà không tỏ vẻ khiêm tốn chút nào. Hẹn là 6 giờ, Bây giờ đã gần 5 giờ 50, Trần Bí thư và Tang tỉnh trưởng có thể đến bất cứ lúc nào. Lúc này, các đông húc không thể rời đi. Phương Đỉnh bắt tay Tôn Vân Thừa, rồi bắt tay Tiết Lượng và Lô Minh. Nhưng khi bắt tay Tiết Lượng và Lô Minh, rõ ràng Phương Đỉnh có chút bối rối, bởi vì hắn thấy các đông húc đứng trong đại sảnh, không biết có nên lên chào hỏi hay giả vờ như không thấy. Trước đây, các đông húc từng nói với hắn, không được tiết lộ việc hắn đang đứng sau hỗ trợ Lô Minh tôn vân thừa khi thấy phương đỉnh tươi cười khi bắt tay mình nhưng lại thất thần khi bắt tay tiết lượng và lô minh không khỏi có chút tự đắc hắn nghĩ rằng mình dù sao cũng là thư ký trưởng ủy ban thành phố trọng lượng của mình trong lòng phương đỉnh hẳn là lớn hơn so với lô minh khi tôn vân thừa đang âm thầm tự đắc các đông húc tiến lại gần thấy các đông húc vẫn chưa rời đi mà còn tiến tới sắc mặt lô minh tái nhật còn tôn vân thừa thì mặt tối sầm lại lớn tiếng quở trách ngươi thật muốn bị khai trừ sao còn không đi ra chỗ khác ý của tôn vân thừa không thể rõ ràng hơn hôm nay hắn không có thời gian tính toán với các đông húc các đông hút nên cảm thấy may mắn mà mau cút đi tôn vân thừa vừa nói xong phó giám đốc sở giáo dục liền nghi ngờ nhìn về phía các đông húc còn phương đỉnh thì mặt biến sắc không lo lắng chuyện tiết lộ thân phận của các đông húc nữa lập tức giận dữ quát tôn vân thừa người câm miệng người biết mình đang nói gì không đùa sao đây là nhân tài đặc biệt của quốc gia cán bộ vừa lập đại công trong tỉnh đều kính nể. đêm nay cả thường ủy tỉnh ủy đều phải đặc biệt yến thỉnh nhân vật này. nếu để tôn vân thừa tiếp tục khiển trách còn ra thể thống gì? tôn vân thừa trợn tròn mắt những người khác cũng vậy. không ai hiểu phương đỉnh đang nghĩ gì. phải biết rằng tôn vân thừa dù sao cũng là thư ký trưởng ủy ban thành phố kim châu cấp chính sử. dù phương đỉnh cấp bậc cao hơn nhưng không phải là cấp trên trực tiếp không thể quát mắng hắn như vậy điều này tuyệt đối là quá mức không phù hợp với quy củ quan trường phương chủ nhiệm ngài làm gì vậy ta chỉ là tức giận với người trẻ tuổi này tôn vân thừa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh giải thích với vẻ ủy khuất dù trong lòng rất khó chịu nhưng trước mặt phương đỉnh tôn vân thừa cũng không dám nổi giận làm sao tôn thư ký trưởng ngươi còn định mách lẻo với phương chủ nhiệm sao nếu ta cũng báo cáo ngươi ngươi nghĩ phương chủ nhiệm sẽ tin ai ta hay là ngươi các đông húc cắt ngang lời tôn vân thừa các đông húc đừng nói lung tung lô minh thấy các đông húc dám nói như vậy trước mặt phương chủ nhiệm liền hoảng sợ vội vàng muốn kéo các đông húc lại còn tôn vân thừa thì trong lòng đã lo sợ theo hắn điều này chẳng khác gì tự tìm cái chết các đông húc này thật sự là tự mình chúc họa phương chủ nhiệm giám đốc sở các ngài cũng thấy, người trẻ tuổi này thật sự quá tùy tiện, cần phải, Tôn Vân Thừa vui vẻ trong lòng, nhưng không quên thêm dầu vào lửa. Tôn Vân Thừa, ngươi tâm miệng cho ta. Chuyện của các tiên sinh không đến lượt ngươi nói. Phương đỉnh thấy Tôn Vân Thừa vẫn không chịu dừng lại, suýt chút nữa thì muốn đá thẳng vào hắn. Các tiên sinh. Tôn Vân Thừa lập tức cứng họng, không thể thốt nên lời, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao phương đỉnh vừa nãy thất thố bảo hắn tâm miệng hóa ra phương đỉnh nhận ra các đông hút nhưng sao có thể như vậy được hắn chỉ là một học sinh năm nhất đại học giang nam mà thôi làm sao hắn xứng đáng để phương chủ nhiệm gọi là tiên sinh tiết lượng phó giám đốc sở giáo dục và lô minh đều há hốc mồm kinh ngạc đặc biệt là lô minh hắn càng sững sờ mắt trợn tròn người khác không rõ thân phận của các đông hút nhưng chẳng lẽ hắn lại không biết sao nhưng sao trong nháy mắt phương chủ nhiệm lại gọi hắn là tiên sinh trong đầu lô minh rối rắm rồi đột nhiên như có tia chớp lóe qua hắn đột nhiên nhớ lại sau bữa ăn với các đông hút vào dịp lễ quốc khánh phương chủ nhiệm không giải thích được mà đề cử hắn trước mặt lãnh đạo huyện chẳng lẽ là do các đông hút lô minh không tự chủ được mà liên tưởng đến vị thanh niên trước mắt không thể nào điều này tuyệt đối không thể đây chắc chắn chỉ là trùng hợp. Các đông hút mới bao nhiêu tuổi chứ, hơn nữa hắn chỉ là sinh viên năm nhất. Lô Minh nhanh chóng phủ nhận những suy nghĩ hoang đường của mình. Phương chủ nhiệm, vị các tiên sinh này là ai vậy? Vu phó giám đốc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tò mò hỏi Phương Đỉnh. Câu hỏi của Vu phó giám đốc khiến cho cả Tôn Vân Thừa, Tiết Lượng và Lô Minh đều tập trung lắng nghe, tâm trạng ai nấy đều căng thẳng và phức tạp, đặc biệt là Tôn Vân Thừa nghe vậy phương đỉnh quay sang nhìn các đông hút ánh mắt lộ ra vẻ xin ý kiến vì thân phận của các đông hút rất đặc biệt hắn thật khó mà nói rõ thân phận cụ thể của các đông hút hút ca các chủ nhiệm đúng lúc này phía sau các đông hút vang lên hai tiếng gọi nhóm vô phó giám đốc nghe vậy theo bản năng quay về phía phát ra âm thanh chỉ thấy có năm người bước ra từ trong thang máy dẫn đầu là hai người một thanh niên chưa tới 30 tuổi và một người trung niên có khí chất nho nhã. Phía sau họ còn có ba người, một người phụ nữ mặc đồ công sở, dáng vẻ xinh đẹp, có lẽ là nhân viên khách sạn, hai người còn lại là hai nam tử với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, trên người tỏa ra khí lạnh. Hai người dẫn đầu, thanh niên chính là Lâm Khôn, còn người trung niên bên cạnh là Ngô Bạc Quân, thư ký trưởng tỉnh ủy. Ba người phía sau Người phụ nữ là quản lý bộ phận ăn uống của khách sạn, còn hai nam tử là cảnh vệ của tỉnh cục. Nhân vật số 1, số 2 tỉnh ủy đều là quan to một phương, huống chi lần này ngoài nhân vật số 1, số 2 tỉnh ủy, còn có các thường ủy khác đều tham dự. Vì vậy, cần phải là một số biện pháp an ninh và kiểm tra. Ngô Bạc Quân, thư ký trưởng tỉnh ủy, là người đứng đầu tỉnh ủy. Lần này, hắn phải đến trước để sắp xếp và đón tiếp. Khi Ngô thư ký trưởng đến, Lâm Khôn tự nhiên phải đích thân dẫn đường. Khi họ vừa ra khỏi thang máy, liền thấy các đông hút, nên đã lên tiếng chào hỏi. Những người như vu phó giám đốc sở giáo dục tuy không quen biết Lâm Khôn và những người khác kia, nhưng ai cũng nhận ra ngô thư ký trưởng. Thấy hắn bước ra từ thang máy, không chỉ Tôn Vân Thừa và Lô Minh mà ngay cả vu phó giám đốc cũng giật mình, tâm trạng trở nên rất căng thẳng. Phải biết rằng, thư ký trưởng tỉnh ủy là thường ủy của tỉnh ủy, cán bộ phó bộ cấp, cao hơn vu phó giám đốc hai cấp là một trong những nhân vật quyền lực của chính đàn tỉnh giang nam tuy nhiên lúc này họ chưa nhận ra rằng ngô bạc quân và lâm khôn gọi hút ca và các chủ nhiệm đều đang ám chỉ cùng một người các đông hút sau khi hồi phục tinh thần vu giám đốc lập tức cười tươi như hoa cung kính cúi chào ngô thư ký trưởng thư ký trưởng chào buổi tối cả nhóm tôn vân thừa liền theo sau vu giám đốc cũng mang theo nụ cười khiêm tốn không người nói thư ký trưởng chào buổi tối ngô bạc quân chỉ gật đầu chào đáp lại sau đó tươi cười tiến tới trước mặt các đông hút đưa hai tay ra nói các chủ nhiệm thật thất lễ không ngờ ngươi đã tới sớm thư ký trưởng khách khí rồi mặc dù bữa tiệc này là do các ngươi mời nhưng ta là địa chủ nên đến sớm hơn các đông hút đưa tay ra bắt tay ngô bạc quân mỉm cười đáp nhìn thấy thư ký trưởng tỉnh ủy tươi cười hai tay nắm chặt tay các đông hút ngoài phương đỉnh những người còn lại như tiết lượng Lô Minh, vua giám đốc đều hoàn toàn bị sốc, còn Tôn Vân Thừa thì sợ đến mức chân như muốn khủy xuống, mồ hôi lạnh toát ra. Đây chính là thư ký trưởng tỉnh ủy, Một trong những nhân vật quyền lực hàng đầu của tỉnh Giang Nam, ngay cả thị trưởng Kim Châu khi gặp hắn cũng chỉ dám đứng sau hầu chuyện, chứ đừng nói đến Tôn Vân Thừa, cấp bậc của hắn còn quá thấp để có thể trực tiếp đối thoại với Ngô Bạc Quân. Nhưng bây giờ thì sao? Vị thư ký trưởng này lại dùng hai tay nắm chặt tay các đông hút, người vừa bị hắn cười nhạo và khiêu khích, hơn nữa còn mở miệng xin lỗi. Thậm chí, nghe qua lời của Ngô Bạc Quân, hắn vốn định ở đại sảnh nên tiếp các đông hút. Dù chỉ là lời khách sáo, điều này cũng đủ khiến người ta sợ đến phát bệnh tim. Ha ha, các chủ nhiệm, tối nay ngươi là chủ khách, để ngươi phải chờ chúng ta, chúng ta thật sự ấy nấy. Ngô Bạc Quân cười nói. Các đông hút mỉm cười, lúc này Lâm Khôn mới cung kính gọi, hút ca ánh mắt hắn nhìn các đông hút đầy cuồng nhiệt và sùng bái. Trước đây, Lâm Khôn chỉ là con trai của một chủ tử điếm ở huyện Sương Khê, có thể coi là một nhân vật ở đó, nhưng tại tỉnh Giang Nam thì hắn chẳng là gì. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không chỉ cùng các đông hút và nhạc đình cùng hợp tác trong hai công ty, mà hôm nay còn được cùng thư ký trưởng tỉnh ủy tán gẫu, thậm chí còn nhận được danh thiếp từ thư ký trưởng. Điều này nếu ở trước đây, hắn chẳng dám mơ tưởng và tất cả những điều này đều nhờ vào vị hút ca trước mắt khi thấy lâm không cung kính gọi các đông hút là hút ca quản lý đại sảnh nhớ lại việc mình bị tôn vân thừa lừa dối khiến hắn ta dám trầm mặt hỏi các đông hút có phải là nhân viên của khách sạn không cả người không khỏi run rẩy trong lòng đã sớm mắng 18 đời tôn vân thừa mụ nội nó ngươi có từng thấy ai giỏi như thế mà lại làm nhân viên không thư ký trưởng tỉnh ủy chủ động bắt tay hắn tổng giám đốc của chúng ta còn phải khom lưng cung kính gọi hắn là ca. Vị quản lý này, ngươi nhìn xem, ta nói ta không phải là nhân viên của khôn đình đại tử điếm, ta không có lừa ngươi, đúng không? Các đông hút cực đầu với lâm khôn rồi nhìn quản lý đại sảnh, lạnh nhạt nói. Vâng, đúng, là ta đã hồ đồ, làm sao ngài có thể là, quản lý đại sảnh bắt đầu đổ mồ hôi. Dù quản lý, chuyện này là sao? Lâm khôn tức giận nhìn quản lý đại sảnh hỏi lâm tổng chuyện không liên quan đến ta vị tiên sinh này nói hắn là thư ký trưởng ủy ban thành phố kim châu sau đó không hiểu sao lại nói các chủ nhiệm là nhân viên làm việc vặt ở khách sạn thái độ rất kiêu ngạo hắn cảm thấy rất bất mãn yêu cầu chúng ta phải nghiêm túc xử lý vì thế ta mới hỏi các tiên sinh có phải nhân viên của chúng ta không quản lý đại sảnh vội vàng đổ mồ hôi giải thích vì triết lý kinh doanh của các đông hút công nhân của công ty hắn đều nhận được mức lương cao hơn hẳn so với các công ty khác. Không đình đại tử điếm cũng không ngoại lệ, quản lý đại sảnh, dù chỉ là quản lý, nhưng tiền lương cũng cao hơn một chút, vì vậy hắn ta rất sợ mất công việc này. Lời giải thích của quản lý đại sảnh khiến sắc mặt ngô thư ký trưởng và phương đỉnh trở nên đen lại. Đây chính là đại anh hùng mà thường ủy tỉnh ủy tổ chức yến tiệc đêm nay để thết đãi. Ngươi, một thư ký trưởng ủy ban thành phố Kim Châu, lại dám nói hắn là nhân viên làm việc vặt, còn nói hắn có thái độ không đúng yêu cầu khách sạn nghiêm túc xử lý hắn đây chẳng phải là mạnh mẽ đánh vào mặt thường ủy tỉnh ủy sao lâm khôn cũng không vui mẹ nó hút ca là đại lão bản của khôn đình tửu điếm ngươi là cái thứ gì mà dám yêu cầu khách sạn nghiêm túc xử lý hắn nhìn thấy hai vị lãnh đạo ngô thư ký trưởng và phương đỉnh mặt càng lúc càng trầm xuống hai chân tôn vân thừa không ngừng run rẩy cuối cùng hắn cũng nhận ra so với báo cáo của các đông hút Báo cáo của mình chẳng khác nào tiểu Vu gặp đại Vu. Báo cáo của người ta trực tiếp nối đến thư ký trưởng tỉnh ủy, không cần phải nói cụ thể điều gì, chỉ một chút lời nói bâng quơ cũng đủ khiến Tôn Vân Thừa không chịu nổi. "Thư ký trưởng, ngài hãy nghe ta nói, đây đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta muốn xin lỗi các đông húc, không không, các chủ nhiệm, ta trịnh trọng xin lỗi hắn." Tôn Vân Thừa run rẩy chân tay, đầu đầy mồ hôi liên tục nói xin lỗi. Khi Tôn Vân Thừa còn đang loay hoay xin lỗi, thì từng chiếc Audi màu đen liên tiếp dừng lại trước cửa phòng khách của quán rượu. Những nhân viên cảnh vệ đã sớm đứng chặn ở cửa, không cho người không phận sự tiến vào. Ngay sau đó, từ trong xe lần lượt bước ra những nhân vật đại diện cho quyền lực, uy nghi, đều khoác trên mình bộ đồ chính trang. Đầu tiên là Trần Bí Thư, tiếp theo là Tang Tỉnh Trưởng, rồi đến Phó Thư Ký, trưởng ban tổ chức các thường ủy tỉnh ủy. Nhìn từng vị từng vị đại nhân vật của chính đàn tỉnh Giang Nam bước ra từ xe, nhanh chóng tiến vào cửa đại sảnh ngoại trừ phương đỉnh đã biết rõ sự tình đừng nói tiết lượng và lô minh ngay cả vua giám đốc cũng sợ đến mức trung lập cập vội vàng lui sang một bên đùa sao với nhiều đại nhân vật thế này hắn một phó giám đốc sở giáo dục nhỏ nhoi của sở giáo dục làm sao dám lên trước chào hỏi tiết lượng và lô minh càng không cần nói cũng nhanh chóng lui qua một bên tôn vân thừa thấy từng nhân vật quyền lực của tỉnh giang nam bước ra khỏi xe hắn đã sớm ngậm miệng lại trong lòng dâng lên một dự cảm rất xấu. Dù rằng hắn không muốn tin, cho rằng đó là điều không thể, chỉ là ảo tưởng, nhưng cảm giác xấu ấy cứ trào lên, bao phủ đen tối trên đầu hắn. Thư ký trưởng ủy ban thành phố Kim Châu đúng không? Người rất tốt đấy. Ngô thư ký trưởng tà nhẫn trừng Tôn Vân thừa một cái, sau đó không để ý đến hắn nữa, mà đón Trần Bí Thư cùng những người khác. Trần Bí Thư và Tang tỉnh trưởng khi thấy ngô thư ký trưởng bước tới, chỉ hơi gật đầu chào, rồi nhanh chóng tươi cười tiến về phía các đông hút các chủ nhiệm thật không tiện mời ngài ăn cơm mà để ngài phải chờ chúng ta trần bí thư bước nhanh tới trước đưa tay bắt chặt tay các đông hút ngài là quan phụ mẫu chờ ngài là điều đương nhiên các đông hút cười đáp sau đó các đông hút cùng trần bí thư buông tay tiếp tục bắt chặt tay với tang tỉnh trưởng các chủ nhiệm ta không biết nói lời cảm ơn thế nào cho đủ tang tỉnh trưởng đầy cõi lòng cảm kích nói ha ha giữa ngươi và ta không cần khách sáo như vậy các đông húc cười đáp tiếp theo hắn lại bắt tay phó bí thư tỉnh ủy nhìn các đông húc bắt tay từng người từ trần bí thư tang tỉnh trưởng đến từng thành viên thường ủy tỉnh ủy ai nấy đều nhiệt tình nụ cười rạng rỡ bắt tay chặt chẽ tôn vân thừa chỉ biết đứng lặng mắt tối sầm lại suýt nữa thì ngất xỉu trời ơi toàn bộ thường ủy tỉnh ủy ba ngành lại mời tiệc cái người mà hắn vừa nhạo báng khiêu khích trời ơi đây chẳng phải là trò đùa sao tôn vân thừa cảm thấy tiền đồ của mình chìm trong bóng tối không có chút tia sáng nào dù là một tia nhỏ vừa nãy người này là sao vậy khi các đông hút đang bắt tay với các thường ủy trần bí thư khẽ nhíu mày liếc nhìn tôn vân thừa một chút rồi hỏi ngô thư ký trưởng hiển nhiên khi xuống xe hắn ta đã thấy cảnh tôn vân thừa đầu đầy mồ hôi cúi đầu xin lỗi ngô thư ký trưởng và các đông hút đó là thư ký trưởng ủy ban thành phố kim châu vừa nãy có chút xung đột với các chủ nhiệm ngô thư ký trưởng trả lời hừm lát nữa ngươi sắp xếp người tìm hiểu kỹ xem chuyện này là thế nào trần bí thư hơi gật đầu chỉ nói qua loa một câu rồi không thèm nhìn đến tôn vân thừa nữa nghe trần bí thư nói vậy tôn vân thừa suýt nữa thì hồn bay phách lạc hắn là cái gì cơ chứ mà lại bị tỉnh ủy trực tiếp để ý các chủ nhiệm lần này thật thiệt thòi cho ngài rồi trịnh tử kiệt nắm chặt tay các đông hút đầy vẻ cảm kích nói quá lời rồi trịnh giám đốc đây là trách nhiệm của ta các đông hút vỗ nhẹ lên mua bàn tay trịnh tử kiệt đáp trong quan trường nếu một người có hai chức vụ người ta thường chọn chức vụ cao hơn để gọi trịnh tử kiệt hiện tại đã thăng lên phó tỉnh trưởng kiêm giám đốc sở công an nên thường được gọi là Trịnh Tỉnh trưởng, nhưng các Đông Húc vẫn gọi Trịnh Tử Kiệt như trước và Trịnh Tử Kiệt không chỉ không thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy thân thiết và yêu mến. Sau khi các Đông Húc bắt tay với tất cả các thường ủy, Trần Bí thư và Tang Tỉnh trưởng cười nói với hắn: Các chủ nhiệm, xin mời. Được rồi, chờ chút. Các Đông Húc gật đầu, nói một câu, sau đó gọi Lâm Khôn dẫn hắn tiến về phía Lô Minh. Trước đây lô minh nhìn các đông hút như một phản bối không có chút gánh nặng nào trong lòng nhưng hiện tại khi thấy các đông hút bỏ qua trần bí thư và những người khác để tiến về phía mình lô minh không khỏi cảm thấy tim mình đập loạn như thể sắp lên cơn đau tim lâm khôn vị này là lô minh lô thúc thúc là phụ thân của bạn học ta ngươi hãy dặn dò nhân viên đừng để ai chậm trễ hắn cùng bằng hữu của hắn đến trước mặt lô minh các đông hút nói với lâm khôn hút ca Ngài yên tâm, phụ thân của bạn học ngài, ta sẽ đón tiếp chu đáo. Lâm khôn vội vàng đáp. Lô thúc thúc, thật không tiện, đêm nay ta không tiện bắt chuyện với ngài, hôm khác ta nhất định sẽ giải thích và bồi tội. Các đông hút mặt đầy vẻ ấy nấy nói với Lô Minh. Các chủ nhiệm, ngài nói vậy là quá lời. Ngài bận rộn cứ việc lo liệu, không cần để ý đến ta. Lô Minh nghe vậy, cảm thấy căng thẳng và cảm động, giọng nói run rẩy. Lô thúc thúc, ta và lô lỗi là huynh đệ tốt, ngài cứ gọi ta là các chủ nhiệm, ta sẽ không vui đâu. Các đông hút cười khổ nói. Cái này, cái này, lô minh bị các đông hút nói vậy, cảm thấy tay chân lúng cuốn, không biết phải làm sao. Thật sự là cảnh tượng vừa rồi quá mức rung động. Nhân vật số 1, số 2 tỉnh ủy, còn có các thành viên thường ủy tỉnh ủy, đều đồng loạt mời tiệc hắn sao. Lô Minh không cách nào tưởng tượng được, một người phải trâu bò đến mức nào mới có thể có được mặt mũi lớn như vậy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.